Nha khoa IOTA, răng của bạn như răng của chúng tôi. IOTA xin chào. IOTA hôm nay chia sẻ cho các bạn một ca là làm cầu răng sứ hay là bắc cầu răng sứ. Vâng, một ca rất đặc biệt đó là bắc cầu răng sứ, các bạn nhìn nhé. Đây răng ý, anh ý là mất một cái răng hàm trên bên phải. Đây là răng này chúng tôi trong y văn gọi răng số 6, và chúng tôi sẽ lấy hai răng bên cạnh làm trụ để gánh cánh răng ở giữa. Kỹ thuật này gọi là bắc cầu răng sứ, hay trong y văn chúng tôi là phục hình cầu răng sứ nhé. Thì mời các bạn cùng xem. Tôi đã đo mẫu rồi, bây giờ tôi sẽ sát trùng và làm thôi. Em đánh đi. Đấy, và chúng tôi bây giờ sát trùng, bôi keo vào và lắp răng các bạn ạ. Rồi anh Hà to nè. Đấy, hơi ghê một chút nhé. Thì các bạn làm răng sứ ở đâu thì phải vẫn phải bảo vệ tủy nhé, không phải diệt tủy nhé. Đấy, nếu các bạn gần IOTA thì các bạn ra IOTA. Nếu các bạn ở xa thì cứ nhìn ở đâu có biển bác sĩ giấy phép các bạn vào nhé. Các bạn làm răng sứ ở IOTA chúng tôi là có đặc biệt là chúng tôi có gì ạ? Có xưởng sản xuất răng luôn. Vâng, chúng tôi đã ứng dụng những công nghệ hàng đầu thế giới, công nghệ đắp sứ laminate hay là các công anh nhà to đi, sứ thủy tinh đã có mặt tại IOTA rồi. Nên các bạn yên tâm rằng là chúng tôi chỉ làm răng sứ một lần hẹn thôi các bạn ạ. Đó, rất nhanh. Vâng, đây là một điểm khác biệt giữa IOTA và trên thị trường đấy ạ. Vì chúng tôi cả hệ thống chuỗi chúng tôi đã cung cấp. Vâng, anh Hà rồi một tí đi ạ. Đó. Đấy, há một chút này hơi mỏi miệng bây giờ tôi sẽ vâng, anh Hà nhá. Đây là cái răng sứ đây các bạn. Đấy. À, mất một đặt thành ba nhé. Giờ tôi bôi keo vào rồi thì tôi sẽ cho vào đây gắn keo vàng. Đấy, các bạn thấy không? Tuyệt vời không? Đấy. Rất nhẹ nhàng thôi. Đấy, anh em nha sĩ mà đang xem thì đấy, chúng ta nắc nhẹ nhàng. Rồi giờ chúng ta phải giữ im một lúc để cho Fuji nó đông. Thế là chúng tôi xong rồi và bây giờ chỉ đợi keo khô thôi. Và lấy cái chất hàn thừa. Và đặc biệt các bạn xem nhé. Nếu các bạn mà gắn thì phải gì ạ? Cho keo phè vưỡn ra. Thoải mái đi các bạn ạ, tràn trề đi. Thì các bạn mới yên tâm được, thì cái răng nó mới khít các bạn nhé. Đó. Các bạn thấy đẹp không? Như răng thật luôn. Về anh ấy ăn bình thường. Đó, không bị thiếu nữa. Đó. Đây là như cái răng cửa này anh đã làm ở đâu này, các bạn nhìn thấy không? Vâng. Yeah. Đã từng làm cái răng cửa này rồi nhưng mà do làm răng kim loại nó oxy hóa một thời gian thôi thì nó hơi viêm viền lợi này, nó hơi đen này. Đấy, nên là các bạn làm răng sứ thẩm mỹ cả răng kim loại nó khác biệt nhau ở chỗ đấy. Đấy, anh cứ chuẩn bị tiền nay mai ra làm nhé. Vâng. Đấy, mình giữ một lúc thôi, làm cứ nhẹ nhàng thế, là đợi nó khô chưa, đợi 1-2 phút nó khô thì mình cạy chất hàn ra. Đấy, vừa rồi tôi đã chia sẻ cho các bạn là bắc cầu răng sứ hay là làm cầu răng sứ. Đấy, đang làm, chúng tôi đang quay video trực tiếp tại nha khoa IOTA. Vâng, mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh nhé, và đặc biệt là mọi người thả tim nhé. Thả tim để là cho chúng tôi thêm động lực, truyền cảm hứng cho chúng tôi để làm nhiều video nhiều hơn để cống hiến cho cộng đồng. Và hy vọng mọi người chia sẻ mạnh để các bác sĩ Việt Nam có thể bay ra trường quốc tế. Tuyệt vời đấy anh ạ. Đây, anh này cũng rất là hào phóng các bạn ạ. Đấy, anh ấy, tôi ngỏ lời anh ấy quay và anh ấy đã chấp nhận cho tôi quay. Anh Hà to đi. Đấy. Tuyệt vời. Đấy, chất hàn thừa ra rồi các bạn nhé. Anh không đau đớn thế chứ? Ê. À, nó hơi ê một chút, đúng rồi, anh Hà to đi. Các bạn ạ, vừa lắp răng sứ xong có phải hơi ê một chút, vì sao ạ? Vì là chất hàn nó đông ấy, nó hơi co lại anh ạ. Ừ. Thì nó cảm giác này khoảng 1-2 tiếng thôi. Thì rồi nó hết nhá. Thì bây giờ về anh ăn thoải mái, 1-2 tiếng nữa anh ăn thoải mái luôn, bình thường như răng thật luôn. Nghĩa là anh đừng có mở lắp bia hay là xương gà, xương nhiếc, rồi đừng cắn ăn thịt thôi anh ạ. Rồi, đấy là xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hẹn lại cả nhà những video gần nhất. IOTA xin chào. Ok, anh xuống nhẹ.